Chào các bạn, hôm nay Tâm Thơ muốn cho các bạn ăn với Tâm Thơ một cái món bánh mì nướng với cái này. Mà cái này là cái gì? Cái này là gồm có trong này là tôm nè, hành tím với lại cua giả, mình sắc nhỏ, xong bắt đầu mình xào lên, mình nêm nếm mắm muối này kia cho nó vừa ăn. Các bạn xào xong rồi các bạn bỏ cái sốt mayonnaise vô ăn trộn lên đó, thành cái này. Xong các bạn chiết lên bánh mì, xong các bạn nướng lên, các bạn ăn rất là ngon. Ủa chiết gì có nhiều không ta, để đi. Cái khay này mình bỏ cái lò nướng, mình nướng nha. Đây, mở này vô, mở này ra. Rồi. Trong khi chờ bánh mì nướng thì mình luộc một cái nồi tôm này nhé. Một chút nữa làm cái gì thì Tấm sẽ nói cho các bạn biết sau. Rồi, bây giờ mình lấy ra nha các bạn. Bây giờ cái khay thứ hai đã chét xong, bây giờ mình bỏ vô cái lò tiếp nha các bạn. Rồi mình bỏ vô khay thứ hai. Trong khi mình đợi mình nướng bánh mì á thì mình lột cái này ra để mình làm xà lách. Xong gọt tiếp, gọt vỏ ra. Rồi đó, nước này là phải có muối ở chẩm nha, để mình không có bị đen cái táo nha các bạn. Bây giờ mình cắt tôm nha. Rồi, anh hai đã về. Rồi giờ là mình cắt xong xuôi rồi, bây giờ mình bỏ cái sốt mayonnaise vô. Mình bỏ sốt rồi. Khoảng nửa hũ này nè. Mình trộn cho nó đều. Cái món này đơn giản lắm. Rất là đơn giản, như đang giảng cho anh hai anh ăn cái này. Anh mới đi Việt Nam qua cho anh ăn cái này cho anh đỡ mập, đúng không? Đó, rồi bỏ tôm vô trộn lên thối. Đó,
trộn lên cho nó mềm. Á quên lộn, trộn lên cho nó đều. Nó đều nó dính vô nhau. Nó dính vô nhau. Ăn cái này nó không còn mập nha các bạn. Dính vô rồi đó. Bây giờ mình bỏ vô tủ lạnh nha. Chút lạnh lạnh chút rồi anh hai anh ăn. Cho anh ăn cái này với lại bánh mì nướng. Sướng không? Mới đi Việt Nam qua có người làm đồ ăn cho ăn sướng không? Hiếm lắm đó nha. Không có đâu nha. Ngàn năm một thủa nha các bạn. Nhằm tám lúc tấm quay cái này. Nhằm ngày ổng đi. Ở quên ổng qua. Không nói chứ nói gì kỳ quá. Không nghe em không. Ổng nói mình là không có ấy ổng không? Thì mình nói là mình làm cho ổng ăn đi. Anh ơi, đói bụng chưa? Chưa đói hả? Ừ, để bỏ vô trong này. Lạnh lạnh rồi ổng ăn. Xong. Cái món salad này á, là học ở trong cái buffet của bên Mỹ nè. Đi ăn buffet ở Mỹ. Thấy cái món salad này táo với lại tôm thôi, chứ không có gì khác hết á. Rồi. Cho ăn nhiêu đây thôi đủ rồi. Không có cho ăn nhiều. Anh ơi, vô ăn nè. Vô đây. Cho anh ăn salad với bánh mì nướng. Rồi, ăn thử đi. Hey. Miếng ăn đi. Đó, chào mọi người đi. Hai mọi người. Khỏe không? Khỏe không? Tôi đi mệt quá, tôi chưa khỏe lắm. Rồi ăn salad không? Hỏi chào luôn. Ừ. Ăn salad đi nè. Ừ. Thôi anh múc cái gì anh ăn đi. Cái này táo với lại tôm á. Cái này salad tên là cam thơ. Món salad tên là món bà tám cam thơ. Salad ăn với lại táo, ăn với lại tôm. Ăn cái bánh mì đi kìa. Heo tì không? Ăn mệt lắm hả? Rồi, rồi. Anh có thấy ở bên ở sân bay người ta Việt Kiều này kia người ta qua đây hay là không? Cái sân bay đi ít Việt Kiều lắm, còn là người Đài Loan không ạ. Ông ta đi ô mà. Ủa người Việt Nam về qua Mỹ không có hả? Ít lắm. Uh-huh. Không có nhiều. Không biết mấy hãng khác cũng nhiều không, nhưng cái chỗ cái sân bay đó anh ta đi ô á ít Việt Kiều lắm. Không chừng giờ cũng chừng đâu có mười mấy người. Uh-huh. Ừ, ở Việt Nam không khí làm sao? Không khí tốt ở Việt Nam làm sao? Không có bằng những năm trước đâu. Ừ. Ừ. Chẳng hạn như ai mà ra đường hoa rồi kia thì hay là chẳng hạn hôm nay ngày mai gì khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ thì rất là không khí Tết nhiều ấy. Chứ còn rồi hiện nay cũng không khí Tết nhiều lắm. À, năm nay là thứ nhất là Tết gấp quá, mọi người chuẩn bị không có kịp á. Thật sự ra năm nay rồi. Thứ nhất là giá cả cũng không được ổn định lắm. Thịt heo mắc nè. Ủa vậy hả? Thịt heo mắc nè. Mắc từ giữa năm tới giờ rồi. Mà Tết năm nào thịt heo là không mắc? Không, mắc là mắc so với ngày thường. Còn này nó mắc là không có thịt heo bán á. Ừ hả? À, nó bị dịch đó, bị dịch. Tại nhà châu Phi đó. Thật ra là bây giờ là Tết năm nay là thịt heo là quá hiếm. Khan hiếm nên vậy là rõ ràng là khó khăn. Nói chung năm nay cũng rất là khó khăn. Không có giống như mọi năm đâu. Năm nay khó khăn. Ai cũng chờ tiền Tết nhưng mà cận ngày nó không có mua sắm gì. Ừ. Ai đi ra đường, vô chỗ đường hoa rồi, vô chợ siêu thị thì thấy không khí có vẻ khó Tết hơn. Chứ còn mình đâu có đi mua cái gì bên đó đâu mà thấy. Mà chẳng hạn năm nay bữa giờ là 26-27 Tết rồi, thấy mấy thường thường tối thì mấy cái lề đường ta bán chợ hoa nhiều nhớ không? Ừ. Hôm nay ít lắm, vắng không thấy à. Sao? Chắc đợi một mấy ngày cuối. Anh ăn Tết bên này là bao lâu rồi? Ba năm rồi. Ba năm hả? Ừ. Là hai cái cây mai của mình ở nhà đâu rồi? Cây mai cũ mình hồi xưa 20 năm rồi, yếu rồi, đâu ra nổi nữa. Ủa vậy hả? Cho luôn ở dưới giường luôn rồi. Không lấy bông mà. Mà 3 năm rồi là anh không có. Có chứ, cái năm mà em có vẫn còn mà.
Hồi xưa hai đứa có hai cây mai rất là đẹp. Mai đậu đẹp nhất á. Mà năm nào cũng đem đi cho người ta nuôi hết á. Mà mấy năm vừa rồi là bao nhiêu một năm anh nhớ không? 3 triệu. Tiền nuôi á hả? Tiền nuôi 3 triệu một năm. 3 triệu là hai cây á hả? Một cây 3 triệu chứ. Ôi, một cây 3 triệu hả? 150 đô. Ủa sao em nhớ hồi xưa mà em trả tiền nuôi hai cái cây mai nó rẻ mà. Không, hồi đó lúc đầu thôi. Sau này đi rồi lên giá rồi. Người sau, 2 năm nay là cái cây sau là cho chị Hồng luôn rồi, chị Hồng đi nuôi. Mang cùng ra hoa. Cuối cùng mà bây giờ Tết là mình không có cây mai nào luôn. Có nhà đâu mà có mai. Tự nhiên ở không có, cái, không có người ở nhà, cứ ở mai làm gì, ai tưới rồi ai lo, ai quét rồi. Ăn lại thấy làm sao? Ngon nè, cái này ngon nè. Cái nào? Bánh mì. Bánh mì ngon. Mặn ngon. Cái này ngọt quá. Cái ngọt quá. Có sốt mayonnaise, sốt mayonnaise mà. Ngọt, ai khoái ăn salad, ăn healthy mới ăn được. Nói chung Sài Gòn không có Tết. Hiện nay thấy không có Tết nữa. Sài Gòn hôm nay không có Tết hả? Đợt đi, thấy không có ai. Không có ai nói gì vậy Tết. Trời ơi, sao buồn vậy? Buồn, quải. Nói gì? Hay là tại vì anh không chịu đi ra đường mấy ngày Tết. Đi gì nổi. Đông nghẹt người mình sao đi. Anh không có ra đường đi. Đi từ chỗ này qua chỗ kia có khoảng, nếu mà tính đi xe máy khoảng độ 5-10 phút là đi xe hơi tới 2 tiếng. Cái gì? 2 tiếng. Làm gì dữ vậy? Đông lắm. Sài Gòn đông dữ vậy hả? Cũng khí. Ngoài là được chi. Còn gắn máy thì thấy rác nhiều thôi. Người lao động giờ người tranh thủ giờ đợi tiền đến ta dụ quê. Thì còn một hai nữa mới sống thôi chứ giờ làm sao? Là đường về miền Tây còn khủng khiếp nữa. Đường về miền Tây sao khủng khiếp? Nó kẹt xe đó. Kẹt xe hả? Kẹt 10 cây số. Có ghế vậy? Có những người về em kịp là giao thừa ngủ trên đường luôn. À, có như gần tới cái ngày rồi người ta đi về. Đúng rồi. Ừ. Người ta về nhiều quá. Nhiều quá, xe. Kẹt xe. Trời ơi, ghế vậy? Trời ơi, em ăn cái táo này em thấy ngon ghê á. Táo là ngon rồi, ngon. Cái táo bỏ sốt mayonnaise không có ngon, sợ. Ăn cái này cho nó không có mập. Anh có mập không? Không, anh không mập. Rồi bữa giờ ở Việt Nam có gì vui không? Không có gì đâu vui. Làm bình thường, không có gì vui, bình thường. Các bạn, cái kênh của nhạc sĩ Lê Quang á, ngày hôm qua mới bắt đầu là bé Két nó mở quảng cáo cho ba nó. Mà ngày hôm qua là ngày mấy tay ta? 20. Hôm qua ngày 20 tay hả? Hôm qua Việt Nam là 20, đây hôm nay cũng 20. Ngày hôm qua là ngày 19. Coi như là ngày hôm qua là ngày 19 tháng 1. Anh có nhớ anh mở kênh ngày mấy không? 18 hay là 19 luôn á? Tháng 10 á. Tháng 10 hả? Đúng rồi. Tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1. Đúng 3 tháng mới mở bật quảng cáo. Đáng lẽ là ổng được bật lâu rồi. Nhưng mà Tám không có cho bật bởi vì nhạc kênh của nhạc sĩ Lê Quang toàn là nhạc bản quyền không à. Cuối cùng bây giờ ổng xin được cái tờ giấy bản quyền rồi. Mà cuối cùng á, không biết gửi đi đâu. Thì bây giờ kênh của nhạc sĩ Lê Quang đã có quảng cáo rồi nhưng mà vẫn bị dính bản quyền. Cho nên những cái clip mà có những cái clip anh á không được bật quảng cáo luôn. Nó không cho luôn. Tại vì cái bản quyền của anh nó nặng quá hay sao á. Còn những cái bản quyền nhẹ thì nó vẫn cho để quảng cáo. Cho nên là bây giờ các bạn nào mà rành về cái vụ mà bản quyền mà gửi giấy lên đâu á thì cho giúp cho Tám với nhạc sĩ Lê Quang biết để mà biết đường mà gửi mấy cái tờ giấy bản quyền. Bữa có một người chỉ em rồi thì em cũng có gửi mail lên trên cái copyright at YouTube
com nhưng mà nó lại gửi thư trả lời là nó không giải quyết cái chuyện này, nó phải nó cho mình một cái địa chỉ mail nào khác, nó thì phải liên lạc với cái này, mà lên trên cái địa chỉ mail đó lại cũng chẳng hiểu gì hết luôn. Bây giờ không biết nhờ ai mà rành mà rành về cái chuyện này á, giúp mình thôi à, chứ mình không có biết. Có em cần vẫn qua một cái thằng quản lý vậy thôi à, giống như là đại lý gì đó, em hiểu không? Mình đang buôn bán lẻ mà có một thằng đại lý có khiếu nại thằng đó. Thì vậy đó, mà bây giờ mình không có nằm trong đại lý đó thì cái này ở đâu? Kỳ lắm. Em hỏi Quỳnh Nhật Tân là chuyên gia làm nhạc á. Đánh làm ảnh nhạc cũng đó. Không biết luôn. Chuyên ổng phải chuyên gia làm YouTube đâu. Ổng chỉ làm nhạc thôi, còn những thằng làm YouTube là khác hẳn, không có liên quan gì hết. Ở Việt Nam có ba thằng đó, thằng như cái gì gì á, Mi Tớp nè, thằng Bóp Bột Quay nè, Network. Ờ đó mấy thằng đó. Rồi giờ mà vô đó thì cũng chẳng biết như thế nào. Có người mời em vô cái đó. Anh cũng được mời vậy, anh chưa vô. Người ta nói nếu mà mình có quảng cáo á, mà mình giống như mình bán hàng á, thì người ta sẽ lấy phần 30% của mình. Còn nếu mà mình không có bán hàng á thì nó sẽ lấy 20% của mình. Nhưng mà Thanh Duy nó cũng vô một cái group đó. Nhưng mà nó cũng bốt cái bài gì lên nó cũng bị lấy xuống luôn. Nhưng mà tại vì vô trong vô cái đó thì có những người á không có biết gì hết trơn á, không biết edit, rồi không có biết gì về YouTube á, nói chung không có biết gì á. Là coi như ví dụ như anh đi, anh biết gì trơn, cái anh vô cái group đó phải không? Cái anh đi quay, anh quay cái clip, anh làm gì đó, cái anh gửi cho nó, rồi nó bó lên, rồi nó edit, rồi nó bó lên, bó cho anh. Vậy thôi. Đúng rồi. Còn em thì em biết edit, em đâu có cần phải không, nhưng mà đó nhờ. Là cho cái nhiều nhưng khi mà đó bị cái bài hát thôi, bản quyền đó, bản quyền bài hát thôi. Nhưng mà người ta nói là đại lý đó nó có một cái kho âm nhạc mà không bị bản quyền. Nhưng mà em nghĩ cái kho cũng chưa chắc đâu, tại vì Thanh Duy nó cũng post cái bài gì lên nó cũng bị lấy xuống, nó cũng bị bản quyền. Ví dụ như kho âm nhạc bản quyền đi, nhưng mà thử hát bài của Đăng Trường Đi Về Nơi Xa coi, đúng không? Chắc chắn phải bị rồi, cũng không có đúng là 100% là good cho mình. Nếu mình vô cái đó, tại mình cũng có suy nghĩ á, nếu mình vô cái đó mà 100% những cái bài hát nào mình post lên đều không bị thì ok. Em mới có bản quyền chứ sao? Thì bởi, sao được? Nhưng mà cái đại lý đó nó bảo đảm với mình là như vậy. Không có, đâu có được, đâu có bản quyền thế giới được em. Chẳng hạn giờ em tự nhiên em hát bài Michael Jackson nữa, ở đâu ra? Thì bởi vậy. Làm sao nó sang được? Bởi vì em mới thấy là không có đúng, cho nên em chưa có vô. Em chưa có quyết định em vô là như vậy, em phải tìm hiểu cho kỹ coi như thế nào. Còn bài của mình có bản quyền đây, bóp lên nó còn bị dính bản quyền đây nữa. Sao nói được? Còn bài anh đây anh bóp anh còn bị. Trời. Mà bây giờ Mỹ Tâm đã viết giấy cho anh rồi, đúng không? Mỹ Tâm cũng viết giấy cho em rồi, đúng không? Đúng rồi, Đăng Trường. Rồi anh Hoàng Tuấn cũng viết giấy cho em rồi, Đăng Trường. Rồi bên phía anh Nguyễn Ngọc Thiện cũng viết giấy cho em rồi. Mà bây giờ không biết gửi đi đâu. Gửi đi rồi, copyright rồi, YouTube rồi. Nó không có giải quyết. Nó nói nó không có giải quyết. Tốt, ngày hôm qua anh mới gửi nè. Nó mail lại, nó không giải quyết cái này. Mình phải đi vô cái gì nữa đó. Mà bây giờ mình không biết làm sao, không biết đi vô đâu mà làm nữa. Thì bây giờ có một cái số điện thoại, có một người khán giả cũng giúp nghe em nói bữa cái like kia em nói, thì cũng giúp em là đưa cái địa chỉ với lại cái số điện thoại của YouTube cho mình gọi mình hỏi. Nhưng mà mình đâu có rành tiếng Anh đâu, mình gọi mình phải nhờ người nào mình rành tiếng Anh á, gọi mình nói chuyện với nó mới được. Chứ bây giờ nó toàn là máy không, mà mình có gửi. Đúng rồi, máy mà. Nó mình có máy gửi mà. Thư cho nó cũng trả lời bằng máy lại cho máy mình mà. Rồi biết làm sao nữa.
Có mấy rồi hả? Chứ sao mấy con người nào trả lời cho nổi. Thao quá. Nó mới có cái kiểu mà YouTube, MeTube, đồ này kia, bóp quật qua này kia, tất cả đủ thứ chuyện hết. Nhưng hỏi ra cũng có thể nó giải quyết được trong từng trường hợp nào đó thôi, chứ không phải giải quyết hết chăm được đâu, chăm chăm đâu, sao làm sao giải quyết được chăm chăm. Bởi vì em mới nói, nếu mà thật sự nếu mà 100% mình bốt mình vô cái đại lý đó, mình bốt cái gì bài hát của mình lên mà không bị thì em vô liền. Dễ gì? Em vô liền luôn á. Sao không bị? Nhưng mà em nghĩ là không có thể nào. Người ta bản quyền mà, cái gì em bốt lên nó cũng được hết, sao được. Tại vì cái đại lý đó là nó có một cái kho âm nhạc không cần bản quyền. Nhiều lúc ẩm trúng vô cái bài mình gì đó ở. Có đâu nhạc cổ điển rồi này kia, em làm gì trong đó? Có nhạc cổ điển, nhạc 50 năm trước hết bản quyền ở đâu ra? Ai giờ ai hát nữa? Này thôi, qua chào mọi người, chào kinh bà Tám Nam Thơ mới qua. Rồi. Mới qua thì hỏi vài câu hỏi thăm thôi. Okay. Có khỏe không? Rồi mai mốt sẽ có những câu chuyện dài để nói với các bạn hơn. Rồi bây giờ ổng đi ra ngoài ổng nhậu với bạn ổng. Nha. Ổng mắc nhậu lắm rồi. Chúc mùa xuân đẹp đẽ vui vẻ, không có ghẻ. Anh có đi chợ Tết không? Muốn đi chợ Tết đây không? Chắc mai đi, mai mốt đi. Mấy em không có rảnh, em đi bữa giờ 3 lần. Mai mốt gì tắm chợ đi. Anh cũng... có coi clip của em không? Có đẹp quá trời, dễ thương. Đi coi ở đâu? Có à, quên coi đi, em làm cái gì? Đi chợ Tết à? Chợ Tết đi với ai nhớ không? Đi ông Long, Long An rồi gì? Đúng rồi, chợ cũng có coi hả? Tưởng không coi chứ. Ông Long ổng chờ anh qua để nhậu với ảnh đó. Trời, ông nói nhậu gì, yếu rìu rồi. Dám trên Long nhậu yếu kìa. Rồi qua đây diệt Lê Quang đi kìa anh Long, Mr. Long. Rồi ok, bye bye nha, sáng bữa nào sẽ nói chuyện tiếp nha. Bữa nào khỏe khỏe đi, tỉnh táo táo tỉnh rồi đi. Hai đứa mình tám sao, tám okay. nhiều ha. Ok. Hello. Sau khi phỏng vấn là đã có bạn nhậu chứ ngủ đợi sẵn để nhậu. Anh Quang nè, anh Tấn. Hello. Cái này có edit mà. Hello. Biệt. Cái điện thoại gì mà có 3 cái camera dữ vậy? 11. 11 á. Chúng ta đâu 3 camera luôn hả? Yes. Còn cái kia đâu rồi? Yes. Cái kia là cái gì? Còn cái thứ tư.